Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Việt Nam. Mở đầu chương trình sẽ là thông tin về Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 14 năm 2020 do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức, diễn ra tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 27 tháng 6 năm 2020. Chủ đề của Liên hoan phát thanh lần thứ 14 này là phát thanh đổi mới và đa dạng. Liên hoan phát thanh có 62 đài phát thanh truyền hình trên cả nước, 16 đơn vị của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Trung tâm phát thanh truyền hình quân đội và Cục Truyền thông Công an Nhân dân tham gia. Tổng số tác phẩm dự thi bao gồm 315 tác phẩm ở 6 thể loại là phóng sự, phỏng vấn, chương trình phát thanh chuyên đề, chương trình phát thanh trực tiếp, chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc và câu chuyện truyền thanh. Liên hoan đã chọn ra 231 tác phẩm vào vòng chung khảo, trong đó có 53 phóng sự, 36 phỏng vấn, 48 chương trình phát thanh chuyên đề, 33 câu chuyện truyền thanh, 31 chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc và 30 chương trình phát thanh trực tiếp tham gia liên hoan phát thanh. Lễ khai mạc đã diễn ra vào 20 giờ tối hôm qua, ngày 25 tháng 6 tại Nhà văn hóa lao động Công đoàn tỉnh Đồng Tháp. Lễ bế mạc và trao giải sẽ được tổ chức vào 20 giờ tối mai, 27 tháng 6 tại Nhà văn hóa lao động Công đoàn tỉnh Đồng Tháp và được phát sóng trên VOV1, kênh VOV2 và VOV3 tiếp sóng, tường thuật trực tiếp trên kênh VOVTV và Đài phát thanh truyền hình tỉnh Đồng Tháp. Xin mời quý vị các bạn cùng đón nghe chương trình nghệ thuật trong lễ bế mạc của Liên hoan phát thanh năm nay. Sau đây, mời quý vị và các bạn thân mến, tác giả Trần Văn Cường là một người con sinh ra và lớn lên có truyền thống gia đình nhà nho trên mảnh đất Đồng Sơn, thành phố Hà Tĩnh, mảnh đất giàu truyền thống hiếu học, văn chương và nghệ thuật. Lớn lên vào quân ngũ tháng 8 năm 1979, những năm tháng sát cánh cùng biên giới phía Bắc, sau đó được phân công trở về biên giới Tây Nam, chiến trường K mặt trận 479 và học tập công tác tại trường hậu cần mặt trận 479 ở Siem Reap, Campuchia. Rời quân ngũ năm 1988, anh bước sang một hành trình mới và hoạt động sáng tác nghệ thuật với hai tập thơ được ra mắt là Nỗi nhớ tháng 5, Lối về quê mẹ và một số ca khúc. Gần đây, anh tiếp tục cho ra mắt sáng tác mới mang tên Hoa bèo tím. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của tác giả Trần Văn Cường về ca khúc mới này.
Vâng ạ, xin chào tác giả Trần Văn Cường. Tôi xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với ca khúc mới mang tên là Hoa Bèo Tím, anh có thể chia sẻ một chút về cái ca khúc đấy được không ạ? Tôi lấy từ cái cảm hứng từ một buổi chia tay, từ một bông hoa bèo đầy lưu luyến đó, xuất phát từ cái kỷ niệm về một người con gái năm xưa. Đó là những tình cảm trong trắng tuổi học trò của chàng trai làng dưới với cô gái làng trên. Ngày tôi lên đường nhập ngũ, em nghẹn ngào không nói nên lời, và bằng tình cảm chân thành nhất, em lồi xuống áo trước nhà hái một bông hoa bèo để tặng tôi. Hình ảnh đó theo tôi suốt những năm tháng trong quân ngũ. Do điều kiện khai quan nên chúng tôi không còn được gặp nhau, những tình cảm trong sáng chân thành đó vẫn in đậm trong ký ức của tôi, và đây cũng là lý do tôi sáng tác bài hát này. Bài Hoa Bèo Tím là cuộc tình đẹp của chúng tôi, nhưng cuộc tình giang dở sau chiến tranh vì lý do cá nhân tôi đã không về quê cũ, và từ đó tôi thất lạc nhau. Để đến bây giờ, mỗi lúc về lại nơi đây, những cánh hoa bèo luôn làm tôi xao xuyến. Người con gái yên tĩnh theo chồng từ đồ ấy để lại trong tôi một khoảng trời nhớ thương. Đây là bài thơ tình dai dứt, lay động lòng người, tình yêu kín đáo, ẩn nấp ngây thơ, thơm tỏa hương sắc, gửi gắm vào bông hoa. Mỗi miền cảnh ngộ đặc trưng mà truyền tải được tình cảm riêng tư của tác giả. Ngay trở về, anh thần thờ trong kỷ niệm của hương xưa, người con gái đã theo chồng chỉ còn lại dấu tích trên ruộng bèo đêm ấy. Tuổi trẻ trong sáng, một tình yêu cao đẹp trong thời chiến. Một bông hoa bèo tím hái trước ruộng nhà mình, người trao tôi lặng lẽ, tím cả đời lung linh. Tôi sinh ra và lớn lên giữa mảnh đất miền Trung nắng cháy, làng quê nghèo khổ, sự rung động đầu đời cũng rất gần gũi. Đây là một tình yêu chân thật, cao đẹp, nảy nở từng những tâm hồn trong sáng đến diệu kỳ. Ánh mắt, bờ môi, điệu cười được tác giả ghi lại rất mộc mạc mà thơ ngây. Vâng, Hoa Bèo Tím cũng là tựa của ca khúc này và cũng chính là cái hình ảnh mà xuyên suốt trong sáng tác. Vậy thì tại sao anh lại chọn một cái hình ảnh như vậy trong cái sáng tác này của mình? Hoa Bèo Tím này thì nó là nói lên một cái cô con gái ở miền quê là không còn cái gì để mà nói nữa, chỉ có bông hoa bèo thôi. Đấy, chứ cái chỗ đó là nó theo tôi suốt năm suốt tháng và đi sâu vào, hẳn sâu vào trái tim tôi. Trong sáng tác này của mình thì anh đã sử dụng những thủ pháp nghệ thuật nào ạ? Thủ pháp thì là coi như là tôi là ca khúc viết là ở hai cái đoạn đơn thuộc dòng các câu cân, đoạn xứng, khúc thức gọn gàng, phân kết có tái hiện chủ đề, khắc đậm thêm cái dấu ấn của cái khúc nhạc. Khi mà nghe cái ca khúc này thì thính giả sẽ hình dung được cái hình ảnh của bông hoa bèo tím. Và trong cái sáng tác của mình thì anh sử dụng rất là đậm chất nhạc trữ tình. Anh có thể chia sẻ một chút khi mà anh sử dụng chất nhạc trữ tình trong cái sáng tác này của mình được không ạ? Cái thông điệp về trữ tình này thực sự là tôi cũng là cá người cái tình cảm trong sáng chân thành của người con gái năm xưa dùng cái hoa bèo này để tặng. Tôi thì có một chút nhỏ nhung nỗi tiếc vì là ngày hoàn thành nhiệm vụ trở về thì không còn được gặp lại em nữa. Và tự hỏi rằng không biết bây giờ em ở đâu và còn nhớ tới tôi hay không. Tôi viết bài thơ này thì là tôi nghĩ về kỷ niệm và cái cảm rung động một thời là hồn nhiên chân thật mà đẹp đẽ không thể nào quên. Và để hoàn thiện ca khúc này thì mất khoảng bao nhiêu lâu ạ? Thời gian tôi làm bài ca khúc Hoa Bèo Tím này nó khoảng cỡ chừng được khoảng một tháng. Thì có đoạn nào mà anh phải sửa đi sửa lại cho đến khi nào mà mình cảm thấy ưng không? Thì nói chung trong bài thì cũng phải sửa đi sửa lại nhiều đấy. Từ đầu đến cuối là nói chung hình như sửa nhiều. Bởi vì mỗi một lúc nó là nghĩ ra một dòng khác, mỗi một lúc nó lại chảy ra một cái câu từ nó khác. Lâu lâu thì nó lại có một cái từ thơ nó ra thì lại bắt buộc mình phải sửa cái bài. Mà sửa đi sửa lại rồi cuối cùng rồi cũng đi vô cái câu kết mình. Cùng đến đó thì mình cũng thấy là được, mình hài lòng mình là kết thúc của cái bài. Và khi hoàn thiện ca khúc này thì anh đã nghĩ ngay đến giọng hát của anh Thơ chưa ạ? Thật sự thì tôi thích giọng anh Thơ bởi vì anh Thơ hát rất là hay. Cho nên tôi làm xong rồi tôi đưa cho anh Thơ hát. Đấy. Thế là anh Thơ hát thì tôi cũng thấy nó được rồi. Thì cũng thể là người nào mà hát được hơn anh Thơ nữa. Vâng, vậy thì thông qua những hình ảnh mà anh gửi gắm trong cái ca khúc này của mình ấy, anh muốn truyền tải cái thông điệp gì đến cho người nghe? Thì tôi nghĩ là về cái kỷ niệm và cảm rung đồng đầu đời nó như một ngọn lửa lẻ loi coi như là trong lòng. Một cái thời hồn nhiên chân thật mà đẹp đẽ, muốn là không thể nào quên để đưa đến với cùng khán giả cùng nghe bài Hoa Bèo Tím này. Xin cảm ơn những chia sẻ của anh ạ.
Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Hoa Bèo Tím sáng tác của tác giả Trần Văn Cường do ca sĩ Anh Thơ trình bày. Chẳng thấy tôi vội vàng.
một bông. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Việt Nam. Thân ái.